6 tuần thứ 2 mùa vọc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 16 đến câu 19. Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Suy niệm. Chuyện vui kể rằng một nông dân nghèo được vào thiên đàng. Ông nhìn thấy người ta mang những vật rất kỳ lạ vào trong nhà bếp. Ông thắc mắc và lên tiếng hỏi: cái gì thế? Có phải để nấu súp không? Không phải, đó là những cái tai của con người. Khi sống ở trần gian, tai giúp họ nghe những điều tốt lành, nhưng họ không làm điều tốt lành đó. Khi chết, chỉ có tai của họ được vào thiên đàng thôi. Những phần khác của cơ thể thì không được vào. Một lát sau, người nông dân lại nhìn thấy người ta mang vào nhà bếp những vật kỳ lạ khác. Ông cũng lên tiếng hỏi: cái gì thế? Có phải để nấu súp không? Không phải, đó là những cái lưỡi của con người. Khi sống trên đời, lưỡi khuyên bảo người khác làm điều tốt và sống tốt, nhưng chính họ lại không sống, không làm những điều tốt lành đó. Khi chết, chỉ có lưỡi của họ được vào thiên đàng thôi. Những phần khác của cơ thể thì không được vào. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu so sánh thế hệ của Ngài với lũ trẻ trái tính trái nết. Khi chúng chơi trò đám cưới, thổi sáo, thì đòi người ta cũng chơi theo trò đó. Khi chúng chơi trò đám ma thì cũng thế, nghĩa là chúng chỉ muốn bắt người ta theo ý riêng của chúng. Ai không theo thì chúng phê phán, trách móc. Cả Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đều đến để dạy dân Do Thái con đường cứu độ. Nhưng vì điều đó không hợp với sở thích của họ nên họ luôn khước từ và còn phê phán. Hai ngài làm gì cũng bị họ chê. Gioan sống khắc khổ thì họ chê là bị quỷ ám. Chúa Giêsu sống hòa mình ăn uống với mọi người thì họ chê là tay ăn nhậu. Nhưng đức khôn ngoan được biện minh bằng hành động. Giá trị thật của một người không tùy vào lời phê phán của người khác về người đó, nhưng tùy vào chính hành động, vào lối sống của người đó. Người ta nói Gioan Tẩy Giả bị quỷ ám, nói Chúa Giêsu là tay ăn nhậu. Không sao, hành động và lối sống của hai ngài sẽ biện minh cho hai ngài. Lạy Chúa, xin biến đổi con để con biết nhận ra Chúa đang hiện diện trong mọi biến cố của cuộc đời và trong mỗi anh chị em con, và cho con biết sử dụng thật tốt những ơn lành Chúa ban.